Thế nhưng mà đối với cái cục như vậy, cái vùng đăng quang như vậy, theo cái pháp lý, theo cơ sở pháp lý, theo cái cơ sở mà chúng ta đã thỏa thuận với họ, thì rõ ràng cái thạc là cái vùng đăng quang không phải nằm trên đường biên giới, không phải là cái mốc biên giới, mà nó cái đường biên giới đó đi về phía nam của cái đăng quang này khoảng 100 mét đó. Đấy, xin nói còn cái chỗ có liên quan nữa là cái đoạn đường sắt Đồng Đăng Mạo Tường cũng là một cái nằm trong khu vực tranh chấp này. Thế thì Trung Quốc họ xây cho mình khoảng sau 30 năm lại, họ xây cái đường sắt và họ dùng cái điểm nối danh làm cái đường biên giới, như là cái đường biên giới mà họ theo cái ý kiến của họ. Còn ta thì nói rằng cái đường biên giới cách về phía bắc của điểm nối 300 mét ở cái nhà máy bằng, tức cái nơi một cái trạm gọi là mà đảm bảo thông tin liên lạc, kỹ thuật thông tin liên lạc cho cái đường sắt, thì hai bên tranh chấp nhau 300 mét ở đấy, đúng không? Mà hai bên cũng vẽ cái đường chủ trương đúng như cái ý của mình ở khu vực này, nhưng mà không có đủ cái tài liệu chứng minh. Thế đây là khu vực tranh chấp, hai bên phải xử lý giải quyết theo cái thỏa thuận mới, nghĩa là chiếu cố về sự quan tâm về mặt quản lý, rồi chiếu cố về vấn đề diện tích cho nó cân bằng, rồi theo những cái điều kiện tự nhiên trong thích hợp để có thể diễn về quản lý ở cái chỗ này. Thế thì cuối cùng là rõ ràng là chúng ta xử lý cái vùng này theo một cái đường biên giới mới, nghĩa là không đi qua cái mục năm quan như là quan điểm của chúng ta, mà không đi qua cái cột mục gọi là cột cái biên là cột cái số không đấy, mà nhiều người nói là cột mục số không, mà đi vào gần như giữa của cái khu vực này, hay kể cả cái đoạn đường sắt Đồng Đăng Mạo Tường cũng không đi qua điểm rơi của cái đoạn như bàn, mà đi vào giữa gần như giữa cái khu vực này để tạo ra được một cái diện tích tương đối bằng nhau, cũng còn mà có những thứ khác nhau mà không có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết. Thì đấy là cái câu chuyện của cái hải đăng quang. Tôi xin quay trở lại cái tình thác bản gốc với cái cơ sở pháp lý ở đây. Thì như tôi đã nói là thì khi hai bên mà dựa lấy cái công ước pháp thanh làm cơ sở đó, thì tự về để vẽ cái đường biên giới chủ trương, mà khi đối chiếu lại với nhau đó, thì thưa các bạn, cái vùng khu vực thác bản gốc này á, thì cái đường biên giới hai bên thể hiện chủ trương đó thì hoàn toàn trùng nhau ở cái dòng sông Quỳnh Sơn, Quây Sơn. Đấy, thế rồi đi giữa cái dòng sông Quây Sơn cho đến cái đỉnh thác chính, giữa cái đỉnh thác thì cái đường biên giới của hai bên thì không có gì khác nhau cả, nghĩa là chỗ này hoàn toàn là khớp nhau, nghĩa là anh có đủ cơ sở pháp lý để vẽ cái này, chỉ có khác nhau ở cái điểm đỉnh thác ở phía thượng nguồn của cái thác Bản Dốc, mà cái cơ sở pháp lý của cũng có pháp để lại. Thưa với các bạn, không mô tả đó là trong công ước pháp thanh mô tả để lại rằng cái đường biên giới đi đến chính giữa thác Bản Dốc, và từ thác Bản Dốc từ cái chính giữa đó nối đến cái mốc 53 bên cái sườn của cái chân núi. Thế thì nhưng mà trong thực tế của cái ngành thực tế ở đấy, nó có một cái thực tế thế này, nó có một cái cồn gọi là cồn Bò Thon bao bọc bởi hai cái dòng chảy ôm lấy cồn Bò Thon đó. Và vì cái công thức pháp thanh mô tả là nó chỉ nói từ đỉnh của cái giữa đỉnh thác nó đến cái mốc 53 thôi, mà không mô tả cái khu vực này có cái cồn Bò Thon và hai cái nhánh trong ôm lấy nó, thế là không đủ chứng minh. Và chính chỗ này mới gọi là cái chỗ mà hai bên có nhận thức khác nhau, không đủ cơ sở để mà giải quyết cái đường biên giới ở cái khu thượng nguồn thác Bản Dốc. Tôi chỉ nói như vậy. Thế thì với cái nguyên tắc sau này khi mà đã không chứng minh được gì, thế nhưng mà vì cái tranh chấp ở đấy, nó trong thực tế quản lý là Việt Nam vào những năm 60 là xây một cái trạm thủy nông ở đây, ở trên cái cồn Bò Thon. À, và hai bên có thể nói là có những tranh chấp. Thế thì cái thỏa thuận mới mà hai bên sau khi tìm mọi cái nguồn tư liệu là không chứng minh được, thì theo cái nguyên tắc của cái việc đường biên giới đi theo sông Thuôi, mà đường biên giới đi theo sông Thuôi ở đây ấy, là như là các bạn biết là theo công thông lệ quốc tế, người ta nói rằng là đường biên giới ở cái dòng cái sông mà
mà thì phải theo cái đường chính giữa dòng chảy chính, đúng không? Chưa có một cái biên giới cụ thể chứng minh được thì theo cái đường chính giữa của dòng chảy chính. Thì ở chỗ này đó, thì mình theo cái thỏa thuận đó, nếu đúng căn nguyên cái thép thỏa thuận đó thì dòng chảy chính nó là về phía Việt Nam. Dòng chảy chính tức là dòng cho to nhất, sâu nhất thì nó là về Việt Nam. Và nếu thỏa thuận đó thì phải đi giữa cái dòng chảy chính, nghĩa là toàn bộ cái nguồn bỏ thao này là thuộc Trung Quốc theo đúng cái thỏa thuận phù hợp và cái thực tiễn quốc tế nguyên tắc của luật pháp quốc tế là về. Thế nhưng mà vì trong cái thỏa thuận mới đó còn nói rằng là nếu như hai bên có vấn đề về quản lý này thì có chiếu cố để quan tâm về sự quản lý của mỗi bên. Cho nên cuối cùng khi mà đàm phán cuối cùng thì hai bên đồng ý với nhau thôi, vẽ cái đường biên giới đi vào cái trạm thủy nông ở phía Việt Nam xây. À, nghĩa là khoảng độ 2/3 là cái cồn này thuộc Trung Quốc và 1/3 thuộc Việt Nam. Đó, và như vậy thì cái đường biên giới đó đã được mô tả ở cái khu vực có gọi là có tranh chấp ở cái thượng nguồn là như vậy. Thế như vậy là khi thác đã dốc được chia đôi thì hoàn toàn hai bên có nhận thức giống nhau về cơ sở pháp lý của pháp thành Việt Nam. Và như vậy là cái thác chính ý, thì chúng ta được một nửa, còn toàn bộ cái thác cao là thác cũ thì hoàn toàn của Việt Nam. Đó, thì như vậy là cái cách phân chia như vậy thì theo tôi nghĩ như vậy rõ ràng là nó phù hợp với cái công ước mà hai bên có tài liệu để chứng minh và phù hợp với cái thỏa thuận mới theo nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thậm chí có sự chiếu cố để quản lý của nhau. À, thì đấy là cái câu chuyện mà như vậy rõ ràng là ở cái khu vực này thì không có cái chuyện là Việt Nam bán cái thác mà dốc cho Trung Quốc.